Cô chào Nghĩa Phong, cô xin được nhận xét bài tập ngày 21 tháng 8 của con nhé. Đầu tiên là về cái bài minmap của con nào. Minmap của con thể hiện đầy đủ các thành viên trong gia đình, có từ đi kèm với hình minh họa cho các từ rất là cụ thể, rõ ràng. Trong cái minmap đã nêu bật được cái chủ đề gia đình của mình. Đó. Nhưng mà cái hình ảnh cái cô con kiểm tra lại cái từ grandfather của con đang thiếu mất một một từ trong cái từ con viết ấy nhá. Kiểm tra lại cái từ cho cô rồi à. Hiện tại thì cái màu sắc của con sử dụng màu sáp ấy, mà màu sáp mà tô nhẹ quá thì nó cũng không có được đẹp đúng không? Hình thì không nhỏ quá, nhưng đối với so với khổ giấy thì nó còn bé, thì mình cố gắng vẽ cái hình to lên một xí nữa này. Nếu mà sử dụng màu sáp thì con sẽ cố gắng ấn cho mạnh màu vào cho nó đậm lên. Hoặc là nếu mà con muốn cái hình nó đẹp hơn nữa, màu sắc đẹp hơn nữa thì con sử dụng chuyển sang sử dụng màu 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 nước ấy, màu giả ấy nhé. Thì cái hình cái màu của con nó sẽ đẹp hơn. Đó. Rồi cái chữ minh họa thì thay vì mình viết bằng bút chì thì mình sử dụng bút màu mình viết trực tiếp luôn. Đó. Cũng được con nhé, đó là cách làm sao cho cái minmap của mình nó nổi bật lên thêm một phần nào đó nhỉ. Còn về bài chủ đề, bài tập chủ đề thì mình hôm nay mình đọc bốn chủ đề, à ba chủ đề lận, đề 5, 6, 7 đúng không, 5, 6, 7, mà hiện tại trong bài thì con mới nộp có hai cái chủ đề 6, 7 thêm một chủ đề 5 nhé con nhé. Rồi cô sửa cho con cái chủ đề 6. Trong chủ đề 6 ngày hôm nay thì cô thấy là Nghĩa Phong đã đọc được khá nhiều từ và tốt ở trong cái chủ đề 6 này đó. Cô chỉ sửa cho Nghĩa Phong một số từ còn chưa được thôi, còn lại là hầu như các từ là con đã đọc được rồi, và sự cố gắng luyện tập của con đó, rất là tiến bộ nhé. Rồi từ số father. Trong từ father, mother thì chúng ta có cầm the rõ ấy, thì con đẩy nó ra nhé, làm rõ the này luôn này. Mother, đẩy ra đó, father đó, làm rõ ra nhé. Rồi tiếp đến là từ family, thêm trọng âm rơi vào âm thứ nhất này, hai âm còn lại thêm dấu huyền, family. Lúc nãy con đọc mỗi là family đó, thì dẫu còn ngang thì con thêm chữ huyền vào, family. Rồi, ok. Rồi từ đàn bà này, woman, woman, woman đó. Rồi từ chồng này, husband, husband. Rồi từ tổng thống này, president, president, cộng gì, president. Con phân tích những từ âm ra nó còn ghép vào nhé. Tiếp đến rồi những từ còn lại có thể con đọc được rồi nhé. Rồi tiếp đến từ số hàng xóm, neighbor, neighbor. Từ đám đông, crowded, crowded. Đó, thêm trọng âm vào, còn lại những âm còn lại thêm số huyền nhé. Rồi từ người này, person, person. Đó. Rồi ok, còn sang cái chủ đề 7. Chủ đề 7 thì chúng ta sẽ sửa từng từ một như sau. Từ đầu tiên là giáo viên, teacher, teacher, đó. Từ hai sinh viên, student, student. Luật sư, lawyer, lawyer. Nào, đem o dài con nhá. Bác sĩ, doctor, doctor, the, không đọc thành giờ nhá. Rồi bệnh nhân, patient, patient. Phục vụ, waiter, waiter. Thư ký,
Sacrotti, sacrotti, linh mục, priest, 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 có phụ âm đôi, kết thúc bằng phụ âm đôi, sờ tờ, st, 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 đó. Cảnh sát, police, police, quân đội, ai dài này, army, army, rồi người lính này, Soros, Soros. Đó, âm giờ này có làm rõ cái âm giờ rung ra nhá. Từ nghệ sĩ cũng có a dài này. Artist, artist. Hàn gắn này. Sword, sword. Tác giả, author, author. Người quản lý, manager, manager. Phóng viên, reporter, reporter. Nghệ sĩ, actor, actor. Nghề nghiệp, job, job. Ok, đó. Và khi đọc là con nhớ phân tích ra nhé. Từ nào có trọng âm thì thêm dấu sắc, không có còn thêm chỗ huyền, và nhớ làm rõ ending sao của từ đó, lưu ý những điểm như vậy Phong nha, và con tập luyện thêm nhiều vào cái nghề chủ đề 7 cho cô.